Nguyễn Trần Khánh Vân, Việt Nam. Em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Trần Khánh Vân. Xin chúc mừng. Khi mà Vân đăng quang thì có cũng rất là nhiều ý kiến trái chiều của khán giả về cái danh hiệu mà mình có được. Và cái cụm từ trái tim ấm áp, trái tim yêu thương được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Và đôi khi có một số người thì cũng sẽ cười về những cái điều mà Vân trả lời. Vân nghĩ rằng trong cuộc sống của mình tất cả mọi thứ xuất phát từ tình yêu thương. Và Vân tin rằng khi mà nơi nào mà có được tình yêu thương thì nơi đó có sự tái sinh. Cả đất nước của chúng ta và kể cả cả thế giới nữa đang phải chịu ảnh hưởng rất là nặng nề của Covid-19. Và chúng ta cũng vì nhờ có tình yêu thương, nhờ có sự sẻ chia mà chúng ta đã vượt qua được những khoảng thời gian đó. Ngôi nhà này thì mình sẽ được đi học nè, mình được các cô nuôi dưỡng nè, dạy dỗ nè. Năm nay là một cái năm mà Vân nghĩ là một năm đương nhiệm thật sự rất ý nghĩa với Vân. Khi mà Vân được đồng hành cùng với các con trong nhà OBV, Vân chọn OBV là nơi mà Vân thực hiện dự án để bảo vệ các em bé đã từng bị xâm hại tình dục cũng như là những em bé có nguy cơ bị khai thác tình dục. Bắt đầu mình có những chuyến đi giải cứu đầu tiên thì mình hiểu được trong cái quá trình giải cứu nó vô cùng khó khăn. Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì Vân đang ở một tỉnh miền Tây. Đây là một trong những lần đi đầu tiên của Vân với vai trò là đại sứ của OBV. Và hôm nay thì Vân sẽ gặp tầm khoảng 10 bé. Và hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một trong những cái hành trình vô cùng ý nghĩa của mình. Và rất là mong tất cả mọi người sẽ theo dõi những bước chân của Vân trong hành trình ngày hôm nay nhé. Hành trình cũng khá là dài, cũng khá là xa. Ở ngoài thời tiết mình đang nhìn ở ngoài thì thấy cũng khá là nắng và nóng. Nhưng mà dù nắng thế nào đi nữa cũng được hết. Quan trọng là mình đưa các em về được với ngôi nhà OBV thì mình đã rất là mãn nguyện rồi. Lần này thì Vân rất là may mắn khi mà được Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như là các ban ngành ở tỉnh đã hỗ trợ cũng như là giúp đỡ Vân rất là nhiều, cũng như là giúp đỡ các chị trong gia đình OBV để mà có thể đến gần hơn với các em. Vân đang ở trung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ đi thăm ở đây. Bé ơi. Lạ. Thôi mà biết rồi mà. Có bé thì ở đây mới nhận nuôi tầm khoảng 7 ngày thôi. Thì bé bị mẹ bỏ ngay trước cửa trung tâm luôn. Mình thấy là khi mà mình đi nhiều và mình cảm nhận nhiều á thì mình hiểu được là có rất nhiều em rất là thiếu may mắn. Là khi mình đến đây là mình xúc động. Nãy giờ thì cũng kìm nén nãy giờ nhưng mà bước ra đây thì chắc là bây giờ mình chuẩn bị mình gặp hai bé. Và cái hình ảnh này là của cái ngôi nhà mà cô muốn mời tụi con lên thăm vào chủ nhật này. Là hai bạn từng bị xâm hại cho nên là mình sẽ đến và nói chuyện với hai em. Các em đều có những cái ước mơ nè, có những cái mong muốn, có những cái tâm tư tình cảm mà mình nghĩ là rất là cần được cái sự yêu thương cũng như là quan tâm từ tất cả mọi người, từ xã hội. Đây là nhà của bé. Ở 9 tuổi, chưa biết chữ gì hết. Nhà rất là nghèo và dự định đi lên ở với mình là sợ luôn. Xin chào chị. Chào cả nhà. Chào cả nhà, anh chào cô. Hi. Chào bác. Chào hộp đại hôn. Chào con xin vậy. Đây là cái ngôi nhà, đây là nhịp cầu hạnh phúc. Tất cả là đều miễn phí hết. Và sau cái sự việc nó xảy ra thì bé không có nói chuyện luôn. Bé rất là chịu. Cái đó có thể là có những cái vấn đề về tâm lý. Bé này thì bị xâm hại là người hàng xóm đối diện bên kia nhà và người cách đây 2 tháng. Và thì bây giờ thì cái người đó đã bị chính quyền công an bắt rồi.
Nhưng mà chắc chắn là chủ nhật này thì bé sẽ cùng với lại chị Yên Thảo cũng như là Vân sẽ đến với ngôi nhà ODV để tham quan ngôi nhà, và chắc chắn là bé sẽ ở lại ngôi nhà luôn. Chào con, trời ơi, lễ bé quá, dễ thương quá. Nói chuyện là dạ không? Bye bye, bye bye cô. Dạ, chào bà. Thì mình vừa gặp được bé và bà ngoại cũng như là mẹ của bé. Bé không có biết nói tiếng Kinh, cho nên là khi mà đến với OBV thì bé sẽ được đi học. Vân lại tiếp tục hành trình đến với một ngôi nhà có hai bé chị em. Và hôm nay thì qua lại mục đích là thuyết phục hai bé đúng không chị? Cái bé lớn đang học lớp 10 nhưng mà đang có nguy cơ là phải bỏ học giữa chừng. Mặc dù bé nó đang học rất là tốt. Thì cái trường hợp này cũng là do người thân gây ra. Người thân luôn á chị? Dạ. Do người thân gây ra. Xe 16 chỗ thì không thể nào tiếp tục di chuyển được, cho nên là phải đi bằng xe gắn máy. Cũng phải tới đoạn mình phải dừng lại và mình quyết định là mình đi xe máy và mình đã chở chị Thảo. Chị nghĩ là ví dụ giống như là khi mà mình ở đây mình cũng quen rồi, mình có nhiều bạn, cho nên là thành ra là mình sẽ không có cái mong muốn là mình sẽ xa bạn của mình, vì mình sẽ rất là buồn. Nhưng mà khi mà chắc chắn khi mà em đến với lại OVV ngôi nhà, nó sẽ có rất là nhiều bạn mới, rất là nhiều em nhỏ rất là dễ thương. Nhà có 4 anh em, người anh cả đó đã làm như vậy với lại hai chị em gái trong nhà và anh ruột luôn, thì cái sự việc này sẽ rất là đau lòng. Em cứ tự tin lên, cứ mạnh dạn lên, không có gì phải sợ. Hai em rất là mê học hành, và mình thấy ở trên cái máy thì phải viết chữ, học ở trên cái miếng gỗ đó nhỏ xíu à, và thấy những cái chồng sách rất là thấy thương. Bên là thứ ba ngô ba ta, bên là ta, cái lầu của ta thì bên than đi bán. Thì ông lão là chỉ có một mình, nhưng mà ổng tu tại gia, không có nấu cơm, không có gì hết, mà không có người làm á, ông bé này không làm á thì ổng không có gì ăn. Chừng nào ổng đi chùa đi vậy tôi tiếp ổng được, tôi vô nấu đây nha. Dạ. Mọi người nhìn nhau mà thiệt mình mừng muốn rớt nước mắt. Cho nó có tiền lại đi, tôi làm rồi tôi cho ổng sách đi chùa cũng được. Cô đưa ra một cái phương án mà thật sự là đúng là khi mà có sự giúp đỡ của cô thì mọi chuyện được giải quyết. Mình đến với cái trường hợp tiếp theo thì mình nhớ là không đi được bằng xe, cho nên là phải đi bằng vỏ lãi. Trên đường đi thì nó rất là khó khăn, là lục bình nó nổi, nó nhiều lắm và nó rất là dày đặc á. Chỗ của bé ở rất là hẻo lánh, bé đi học rất là khó khăn nè. Ba bé cũng mất rồi, không còn ai hết, bé thì ở với ngoại thôi. Thì bây giờ ngoại có dành dụm được bao nhiêu tiền thì ngoại cũng dành cho em, nhưng mà ngoại cũng đau lòng vì khi mà biết cái sự việc xảy ra với em vậy á. Ngôi nhà này thì mình sẽ được đi học nè, mình được các cô nuôi dưỡng nè, dạy dỗ nè, rồi mình được chơi đùa cùng với các bạn, nhưng mà trong một cái môi trường rất là tốt. Khi mà đến thì trời ơi, em dễ thương, hiền khô và như viên kẹo ấy. Mình đến mình thăm và mình xem là cái sinh hoạt, cuộc sống của các em cho nó như thế nào. Vân chạy xe máy, bước vô được cái khu đó thì Vân chạy xe máy qua cái cầu sợ muốn chết. Cái xe không có thắng nữa, thắng phần chân. Từ xa thì mình bắt đầu mình đã thấy được nhà của bé rồi. Và bây giờ thì mình đang bắt đầu để vào để mà có thể làm việc, để mà có thể nói chuyện với bé và để gặp bé, coi bé tình hình ra sao. Vào được căn nhà đó thì biết được là nhà có 5 anh chị em. Mẹ của các bé nó cũng không biết nói tiếng Kinh luôn, thì cũng phải nhờ một cái chị trong Hội Liên hiệp Phụ nữ giúp đỡ. Bé đó thì bị cha ruột của mình xâm hại, thì ba của bé thì cũng phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Ở lên trên đó thích thì cô cho anh nhân cho mấy chị đổ bánh xèo cho con ăn ha. Thích ăn bánh xèo không? Và năm bé đó thì hầu như là các em chưa bao giờ biết ăn thịt ăn cá là gì.
đây là cái trường hợp mà chị rất rất là quan tâm. Chị quá bị sốc bởi vì bé thì nó mới có 6 tuổi mà cái ông này tới gần 75 tuổi, dụ dỗ bằng điện thoại, bằng kẹo bánh gì đó, và ông xâm hại bé rất là nhiều lần. Mình đến thăm mà lần này là lần thứ tư rồi đó, nhưng mà bé vẫn không có lên nhà OBV bởi vì bà bé không có muốn. Bé là con tại gia của nhà OBV, nghĩa là mình đóng tiền học, đóng tiền bảo hiểm y tế và hỗ trợ các thiết bị học tập. Mình ăn uống cho nó mập lên để mình lấy sức mình đạp xe đạp đi học. Cái xe có vẻ hơi hư rồi hả? Hư đó. Cái xe hư rồi. Sửa tới sửa lui hoài hả? Để hôm nào mà hết năm học nay đi nha. Ráng học giỏi đi nha. Lớp 2 cô cho cái xe đạp mới. Chịu không? Chịu. Chịu hả? Thì trưa nay mình ăn cơm với gì? Ăn cơm với cá. Trưa ăn cơm với cá hả? Ở nhà con có phụ bà nội làm gì không? Càng đi càng nhiều sau này thì mình mới có những cái mà mình cảm thấy là mình biết là mình phải cố gắng rất là nhiều để mà có thể giúp đỡ được các bé, có thể chia sẻ với các con, có thể đồng hành với các con. Thì đó là cái điều mà Vân luôn ấp ủ. Cách đây hôm bữa cô tới chưa biết chữ, chưa được đi học, bây giờ đã đi học và đã viết được như vậy là đã là giỏi lắm rồi. Đó, bây giờ đọc cho cô coi chữ này là chữ gì. Đôi tay, bàn tay là dây, dây khoảng sắt, áo, áo cũng bằng này. Giỏi. Rồi, ngoan, bây giờ vô ăn cơm, cô đi về. Khi nào cô có thời gian cô ghé thăm. Sau cái chuyến đi hành trình đến với Sóc Trăng, khi mà nắm tay các em, các bé đưa lên chuyến xe gọi là chuyến xe nhịp cầu hạnh phúc OBV, mọi cái sự mệt mỏi trong mình tan biến hết, nó thay vào đó là sự hạnh phúc. Chỉ mong sao mọi cái điều tốt đẹp nhất, mọi cái điều may mắn nhất sẽ đến với các con, và cuộc đời này sẽ cho các con một cái cơ hội, cho các con cái sự bắt đầu mới để các con sẽ trở thành những người thành công hơn cho tương lai. Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì lại là một tập mới của Road to Miss Universe. Và tập ngày hôm nay thì với Vân vô cùng quan trọng, ý nghĩa cũng như là rất là đặc biệt, là bởi vì đây là một trong những dự án của Vân đem đến với Hoa hậu Vũ Thế Giới. Và hiện Vân cũng đang là đại sứ của ngôi nhà One Body Village. Đây là một ngôi nhà chuyên giải cứu, bảo vệ và nuôi dưỡng những em bé gái đã từng bị xâm hại tình dục và cũng như có nguy cơ bị khai thác tình dục. Và ngày hôm nay thì mình có một vai trò rất là đặc biệt với một buổi gọi là chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên học sinh tại trường Đại học Hoa Sen. Và bây giờ thì chắc chắn là không để mọi người chờ lâu nữa, Vân sẽ bắt đầu đến với buổi hội thảo của ngày hôm nay nhé. Chào mừng toàn thể quý vị khách mời và tất cả các bạn sinh viên đã đến với buổi trò chuyện Stop, I'm a Child tại trường Đại học Hoa Sen ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, Kiều xin được đại diện ban tổ chức chương trình gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất với các vị khách mời và các bạn sinh viên đã dành một chút thời gian ngày Chủ nhật hôm nay để đến với chương trình. Tại chương trình Stop, I'm a Child, các vị khách mời và các bạn sinh viên sẽ có cơ hội được trò chuyện, chia sẻ với nhau. Họ đại diện cho tổ chức One Body Village, OBV, một tổ chức giải cứu, hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ đã bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của khai thác tình dục trẻ em. Stop, I'm a Child được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao ý thức của các bạn sinh viên về vấn nạn xâm hại tình dục ở trẻ em, mang hy vọng trở thành một nơi cởi mở, an toàn để các bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm của bản thân, những thắc mắc về luật pháp có liên quan đến quyền trẻ em, hôn nhân và gia đình. Đồng thời, ban tổ chức cũng mong muốn tạo điều kiện cho các bạn biết đến tổ chức OBV, những dự án, những ca cứu trợ mà họ đã phụ trách trong suốt thời gian qua. Đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta xin được vinh dự chào đón chị Yên Thảo, Giám đốc điều hành OBV Việt Nam. Cô Trần Thị Ngọc Nữ, luật sư, chi hội trưởng chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, đại sứ OBV.
ông Trần Việt Bảo Hoàng, giám đốc điều hành công ty Unimedia, đơn vị sở hữu bản quyền và đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Về phía nhà trường, chúng ta xin được nhiệt liệt chào đón thầy Trịnh Đình Lê Minh, đạo diễn, chủ nhiệm ngành quản trị công nghệ truyền thông. Chị Phan Thanh Nhàn, giám đốc truyền thông marketing, phó giám đốc trung tâm trải nghiệm việc làm sinh viên. Và bạn Lý Hồng Lâm, sinh viên, trưởng ban tổ chức chương trình Stop, I'm a Child. Và tiếp theo đây, không chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ chào mừng quý vị khách mời đặc biệt đến từ tổ chức One Body Village lên sân khấu. Họ sẽ có những chia sẻ thực nhất với chúng ta về sự hỗ trợ của họ dành cho các bé tại tổ chức, cùng với bạn Lý Hồng Lâm, trưởng ban tổ chức chương trình. Xin thay mặt cho các bạn sinh viên Hoa Sen gửi lời cảm ơn đến chị Yên Thảo, chị Khánh Vân cũng như là cô Ngọc Nữ vì đã dành thời gian đến đây để mà chia sẻ cùng với các bạn sinh viên tại Đại Hoa Sen ạ. Dạ, và lời đầu tiên thì Khánh Vân cũng xin được gửi lời chào đến quý thầy cô, quý ban nhà trường cũng như tất cả các anh chị và các bạn sinh viên học sinh đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Phải nói thật sự mình cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì hành trình của Vân rất là khó khăn nhưng mà vẫn luôn nhận được sự ủng hộ cũng như là yêu thương từ tất cả các em, các bạn. Và mình biết được rằng khi mà chúng ta có thêm được những cái sức mạnh của nhiều người hơn nữa thì Vân tin chắc chắn đây sẽ là một cái dự án vô cùng ý nghĩa và sẽ thành công hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn chị Vân ạ. Thì thực sự thì tại sao Lâm lại chọn cái chủ đề này và quyết định mang nó tới cho các bạn tại Đại Hoa Sen? Bởi vì khi mà mình nghe những cái chia sẻ của các con thì em cảm thấy thật sự rất là thương. Mình không nghĩ là những cái con ở độ tuổi như thế, nhỏ như thế mà phải trải qua những cái chuyện như thế thật sự là vô cùng là kinh khủng. Và em muốn là sau cái buổi trò chuyện hôm nay, mấy bạn sẽ có thêm một tí kiến thức về cái việc xâm hại tình dục trẻ em. Và biết đâu sau này mấy bạn sẽ có những cái dự án nè, rồi những cái chiến dịch cộng đồng để mà giúp đỡ các em, chúng ta có thể giảm thiểu cái tình trạng này xuống mức thấp nhất có thể. Và đầu tiên là cho em hỏi chị Yên Thảo trước ạ, là tại sao mà OBV ra đời và lý do chị Yên Thảo quyết định đồng hành cùng với OBV ạ? Lời đầu tiên thì cho phép Yên Thảo được gửi lời chào đến các thầy cô, đến các bạn ở trong công ty Unicorp. Xin được gửi lời chào đến các bạn sinh viên của Đại học Hoa Sen. Cảm ơn Lâm đã rất là can đảm để thực hiện cái chương trình này. Và dĩ nhiên là đây là hai người đồng hành của Yên Thảo, cô nữ và Hoa hậu Khánh Vân. Thực sự thì thời gian qua thì cô nữ và Khánh Vân là những người đồng hành sát cánh với OBV nói chung, OBV Việt Nam nói riêng hay còn gọi là Nhịp cầu hạnh phúc tại Việt Nam rất là nhiều. Và cái việc đồng hành này nè, nó không chỉ dừng lại ở mức độ giải cứu được bao nhiêu trường hợp đâu các bạn, mà nó nằm ở việc là chúng ta lan tỏa được câu chuyện này đến bao nhiêu người. Các bạn biết không, từ ngày mà Vân làm đại sứ cho bên Thảo, nó thảo nhận được rất là nhiều email, rất là nhiều tin nhắn của những cái survivor đã lớn rồi, họ đã trưởng thành rồi, họ đã bằng Thảo rồi, họ đã nhắn tin về, họ gọi điện về, họ nói: Thảo ơi, cảm ơn rất là nhiều vì có một ngôi nhà như thế này. Không nhờ cái sự lan tỏa của Khánh Vân, mình không biết có cái ngôi nhà này nó tồn tại. Và mình rất ngạc nhiên tại sao 10 năm rồi mình mới biết có cái ngôi nhà này. Nếu như mình biết nó trước sớm hơn thì chắc là mình được an ủi nhiều lắm. Vì mình là nạn nhân nè, mình bị chính chú ruột, cậu ruột, cha ruột của mình nè. Nhưng mà mình chịu đựng cái chuyện này quá lâu, mình không nói được với ai hết. Nhưng mà bây giờ mình biết có một cái nơi có những đứa trẻ giống như mình như vậy, nhưng mà đang được chăm sóc rất là chu đáo, được nói lên, được tôn trọng. Mình cảm thấy rất là mừng và rất là được an ủi. Đó là điều mà Thảo mừng nhất, Thảo hạnh phúc nhất. Thực ra mà nói, để mà đồng hành cùng với dự án OBV, với nhà OBV thì Vân nghĩ đó là một cái duyên rất là lớn. Trước cái đêm mà mình gặp được chị Yên Thảo, quản lý của nhà OBV hiện tại, thì đêm đó Vân không ngủ được. Và mình trăn trở rất là nhiều về cái dự án mà mình mong muốn làm. Thì ngồi một cái quán cà phê thì gặp được chị. Thì khi mà chị gặp mình á, thì chị biết Vân và chị vẫy tay như vậy nè. Mà bình thường đó, nếu mà như người lạ mà ai mà vẫy tay mà bắt mình qua thì mình cũng rất là ngại. Nhưng mà Vân không hiểu sao với chị Thảo thì Vân tới liền, Vân tự chủ động Vân tới. Và Vân nói là dạ chị gọi em, có chuyện gì à? Thì lúc đó chị Thảo mới ngồi kể cho Vân nghe những cái câu chuyện về những em bé và dự án về OBV, ngôi nhà OBV. Thì thật ra lúc đó Vân bị đứng hình luôn. Và Vân chỉ ngồi nghe và mình khóc. Mình không biết nói gì nữa, mình cứ bị giống như bị ngỡ ngàng. Trở lại câu hỏi của Lâm là tại sao Thảo gắn bó với công việc này.
Thực ra thì ban đầu ngày xưa Thảo làm MC của HTV, và khi mà OBV đến với Việt Nam thì muốn Thảo làm truyền thông, làm về mảng truyền thông. Nhưng mà sau khi mà Thảo đi làm truyền thông thì Thảo đi cùng các ca giải cứu thì Thảo cảm thấy quá thương đi. Cái ca đầu tiên mà Thảo cứu là bị cha ruột. Con có thai 5 tháng và cha ruột xâm hại một lúc hai chị em. Cho đến khi con có thai 5 tháng, con 14 tuổi, khi mà cha dắt con đi phá thai đó, thì ông ta mới nói với cô y tá là nó đi chơi bậy bạ với trai ở đâu đó. Xin lỗi là dùng đúng từ của ông ta dùng ha. Nó có thai, cho nên là bây giờ giải quyết giùm tôi đi. Thì cô bé nó mới về khóc với bà ngoại ở cái ụ rơm á. Thì bà ngoại mới ra hỏi, thì lúc đó mới biết. Sau đó sự việc mới vỡ ra, và đó là cái ca Thảo giải cứu đầu tiên. Thực ra cái hành trình giải cứu của cái ca đó nó rất là khó khăn. Và Thảo đã bước lên xe đi về rồi, nhưng Thảo đã quay ngược lại một lần nữa. Và Thảo làm như vậy mấy lần thì mới mang được con lên. Và bây giờ cô bé đã sắp lấy chồng rồi. Đó là cái điều mà Thảo hạnh phúc nhất. Em cũng cảm ơn những lời chia sẻ của chị Thảo. Vì thế cho em hỏi chị Khánh Vân là em biết là sắp tới thì chị sẽ chuẩn bị công tác cuộc thi Miss Universe, chỉ còn vài tuần nữa thôi chị sẽ lên đường sang Mỹ, nhưng mà chị vẫn nhích chút thời gian đến đây chia sẻ cùng với các bạn sinh viên Hoa Sen. Thì em xin thay mặt các bạn em chúc cho cái chặng đường sắp tới của chị Vân sẽ thực sự là thành công và đạt một cái thành tích rất là cao tại đấu trường sang Miss Universe. Thì em cũng hỏi chị Vân là đa phần những cái chị hoa hậu khác á, mọi bạn sẽ chọn những cái vấn đề môi trường nè, hoặc là LGBT hoặc là HIVS, thì tại sao chị Khánh Vân lại chọn cái chủ đề nó khá là nhạy cảm như vậy để mà mình theo đuổi ạ? Thực ra thì nếu như mà nói để mà có buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em nghĩ là mình cũng không nên giấu, là vì ngày trước đây chị cũng đã từng là một nạn nhân của việc quấy rối tình dục, cho nên là chị có một khoảng thời gian cũng khá là mất tự tin, thiếu tự tin. Và mặc dù chị là một trong những cô gái rất là cá tính, chị luôn nghĩ là chị mạnh mẽ, chị luôn nghĩ là chị sẽ vượt qua được hết những khó khăn sóng gió, nhưng đôi khi có những cái tình huống xảy ra mà chị không ngờ tới được. Nhưng mà sau khoảng thời gian khó khăn đó thì với sự ủng hộ của gia đình, với người thân, với những người bạn của mình thì chị đã lấy lại được sự bình tĩnh, và chị rất là may mắn khi mà được trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và chị muốn dùng tiếng nói của mình để có thể bảo vệ cho những em bé, những đứa trẻ đã từng bị xâm hại tình dục cũng như có nguy cơ bị khai thác tình dục. Và đúng như em nói, đây là một trong những dự án vô cùng khó. Nhưng nếu như mà mình thấy khó mà mình không làm á, thì không biết ai sẽ là người làm dự án này. Cho nên là càng khó thì mình phải càng làm cho bằng được. Và chị biết rằng á, nếu như mà với dự án này luôn có sự chia sẻ của giống như tất cả các bạn sinh viên học sinh, cũng như có một cái nhìn của tất cả những quý phụ huynh, thì chị tin dự án này sẽ thành công. Và giống như chị Yên Thảo nói, đây không chỉ phải là một dự án mà mình đến để mà mình có thể giải cứu bao nhiêu đứa trẻ, mà mình có thể chia sẻ những cái giá trị đằng sau những cái câu chuyện đó rất là nhiều, và những cái vấn đề trong cuộc sống này sẽ được giải quyết. Và giống như các bạn sinh viên học sinh thì sẽ có một cái nhìn khác hơn, cũng như có thêm những cái kiến thức để mà mình biết cách để phòng tránh, để hạn chế tối đa cái chuyện là những cái rủi ro xảy đến với mình. Và năm nay là một cái năm mà Vân nghĩ là một năm đương nhiệm thật sự rất ý nghĩa với Vân, khi mà Vân được đồng hành cùng với các con trong nhà OBV. Bởi vì mình được đón Trung Thu cùng các con nè, vui Giáng sinh cùng các con. Dạ, con chào cô nữ ạ. Khi mà con tìm kiếm thông tin của cô nữ trên những cái trang mạng xã hội thì con thấy đa phần các bài báo đều để là cô ngọc nữ, lá chắn thép của các em bé gái. Thì con không biết là cô có thể chia sẻ thêm về cái công tác của cô trong cái việc mà cô bảo vệ các bé không ạ? Kính thưa quý ban giám hiệu của nhà trường, quý thầy cô giáo cùng tất cả các em sinh viên cũng như tất cả các đại biểu hôm nay, thì thật là con vinh dự là hôm nay được đến để chia sẻ cùng các em. Cũng đến trường này nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay là được chia sẻ với các đối tác là gắn bó nhất trong cái cuộc đời mà làm luật sư đối với trẻ em. Thì đa số hiện nay chúng tôi được cái danh hiệu, nói chung là luật sư lá chắn thép thì là quá tốt rồi. Nhưng mà ở ngoài đời thì nói thật, khi chúng tôi vào trại giam để chúng tôi làm việc hoặc là gặp mấy anh công an thì mấy anh công an cứ đặt tôi là luật sư hiếp dâm. Đó, thành ra cái danh hiệu này thì tôi lúc đầu tôi thấy bức xúc mà tôi buồn lắm. Tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người, mà về tôi có nói chủ tịch hội, thôi cho em làm tư vấn, em không đi nữa, em không đi đến tố tụng nữa. Tại vì giờ đến cơ quan tự nhiên cái ra đường ai cũng kêu em luật sư hiếp dâm, em thấy cũng hơi kỳ kỳ. Xong rồi chị chủ tịch mới động viên nó, thôi này là thương hiệu đó em,
cái thương hiệu này không phải ai cũng có đâu, có mình em mà, chứ không ai được đâu, chỉ muốn được cũng không được. Thế là vì những cái câu nói đó mà chúng tôi phải tiếp tục để bảo vệ cho các em. Thì là khi các em, tại sao mà chúng tôi có danh hiệu là lá chắn thép, có những vụ án mà coi như đã chìm vào quên lãng rồi, thì khi đó chúng tôi cố gắng bằng mọi nghiệp vụ, bằng mọi cách để chúng tôi bảo vệ và đòi công bằng cho các em. Vì sao mà mọi người cần phải biết đến OBV? Vì sao mà OBV cần một đại sứ có một trái tim thật là dũng cảm có thể đứng lên vì các em? Vân theo dự án này khổ vô cùng. Các con che mặt cũng chửi Vân là làm màu, mày xạo quá, tự nhiên tụi nó bị mà không dám đưa mặt tụi ra, sao phải che mặt tụi nó vậy, chỉ làm màu giả bộ thôi. Trời ơi trời, con mấy người bị xâm hại hãm hiếp, mày có người có muốn trưng mặt lên cho cả xã hội thế giới biết không? Nhưng mà thực ra OBV rất là may mắn khi gặp Vân. Tại vì để vượt qua rất là cái áp lực của một cô hoa hậu với những cái dư luận để mọi người chửi bới mình như vậy, nó khó khăn lắm. OBV trước giờ cũng không dám bước ra ánh sáng luôn, vì sao? Cũng sợ bị chửi. Cái gì cũng chửi được luôn á, cho nên là cũng sợ lắm. Nhưng mà bởi vì những cái nạn nhân, người ta chưa từng được biết đến có một nơi như thế này, mà OBV phải cần một đại sứ và cần phải bước ra, và cần cứ phải lết theo cô nữ, nói cô cái ca này như vậy nè, cô giải quyết đi cô, bây giờ làm sao, đưa nó về đi cô ơi, bây giờ cái ông này thế nọ thế kia. Cô nữ hay nói chết rồi con ơi, cô đụng phải đổ kiến lửa rồi, ông này đại tá này, ông kia đại úy kia, giờ cô làm sao con, khổ lắm ạ. Nhưng mà chúng tôi vẫn phải làm để không có một cái cuộc đời nào phải đánh đổi nữa. Tại vì cái tuổi đời các em bị xâm hại càng ngày càng nhỏ. Lúc mà chúng tôi tiếp nhận trường hợp đầu tiên khi mà hội thành lập là em đó 3 tuổi ở Thủ Đức, mà bị xâm hại thủng cả trực tràng là cái trường hợp đó bé nhất. Rồi xong đến những trường hợp khác thì chúng tôi thấy cái tuổi đời nó không nhỏ như vậy. Nhưng càng ngày hiện nay cái nhà OPP chúng tôi thấy Khánh Vân đấy đó, 5 tuổi bị 4 người xâm hại trong hàng xóm. Rồi 4 tuổi, rồi 3 tuổi, 6 tuổi. Cái tuổi mà càng ngày các em bị xâm hại lại càng nhỏ hơn, tức là số lượng mà thứ nhất là nhỏ hơn, thứ hai là trong gia đình nhiều hơn. Chúng tôi đi tuyên truyền, chúng tôi tưởng đâu cái nơi an toàn lại là nơi hiểm đó, tức là cậu ruột có ở Tiền Giang thì Thảo biết nè, cậu ruột, rồi chú ruột ở Cần Giờ đó, rồi cha ruột, rồi dượng, rồi chú, rồi bác, rồi hôm nay là Củ Chi là bác ruột đó. Tức là ngoài hội chúng tôi bây giờ, chi hội luật sư chúng tôi có cả bộ sưu tập rồi, chú có, cậu có, bác có, cha dượng có, cha ruột có đó. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng ở đây chúng tôi cũng phải nói là chúng tôi rất là trân trọng cái ngôi nhà ở Bụi Vi. Như Thảo mới vừa rồi đây là chúng tôi, Thảo ơi, cái em mà bị ông thiếu tá mà nói chung làm rất lớn ở thành phố này về hưu xâm hại bé này, và khi bé đi lấy thai ra thì trùng khớp rồi, thì lúc đó là bây giờ đưa ra xét xử rồi, thì tôi với Thảo cũng làm công tác tư tưởng như lắm, nhưng mà bé chưa chịu lên. Mà giờ qua cái thông tin thì biết có chị Khánh Vân là OPV, chị Khánh Vân rất thương yêu các em. Bây giờ mẹ gọi điện cho tôi ngày hôm qua, tối qua, và nãy tôi vừa gặp Thảo, tôi nói Thảo ơi, bé đó nó chịu lên rồi. Ở đây nói chung là Khánh Vân rất là nhiều việc, đã điện thoại là gặp và đã khó rồi, nhưng mỗi lần một em mà được giải cứu lên là đến hội tôi nhận hàng, phải nói chung là nói danh từ nôm na là nhận hàng, là bắt đầu Khánh Vân đến. Đó là Khánh Vân và tôi và Thảo bộ ba, chúng tôi đưa đi lên đó và làm tất cả các thủ tục cho các em. Và khi các em lên đó thì các em thường tôi gọi điện tôi tâm sự, tôi xin mẹ ở trên đó là Sơn Ngọc là cho các em nói chuyện, thì hoặc là các em muốn nói chuyện với tôi thì Sơn Ngọc cũng tạo điều kiện, nói là con lên đây con vui lắm, con cảm thấy là con yêu ổn rồi, thì bây giờ còn cái phần còn lại thì bà tính sao bà tính. Tại vì cái phần còn lại là mong mỏi, tức là mình sẽ đưa cái người đó ra ánh sáng và để đòi lại công bằng. Tức lắm nhưng mà không về luật pháp thì không biết, mà đã lên tới đó rồi đó, có khi công an lại kêu về để đối chất đó. Chúng tôi bức xúc lắm, nhưng mà chúng tôi nói với quốc hội, chúng tôi đã đề nghị ra thẳng cái văn bản, khi các em đã gửi lên đó rồi thì công an không được làm việc nữa. Hôm qua công an Cần Giờ lại làm việc nữa, tôi không xin Thảo cho về nữa. Tại vì trẻ em không bao giờ được hỏi cung lần thứ hai, chỉ hỏi một lần thôi, không hỏi lần thứ hai. Các em bị xâm hại có một lần, kêu hỏi lần thứ hai là coi như bị hai lần, kêu lần thứ ba để đối chất là coi như bị ba lần. Và cái vấn đề hỏi cung, hỏi một tiếng cũng không được, đúng 30 phút mà hỏi không được hỏi dồn. Chúng tôi đã đề nghị và quốc hội đã thông qua hết, quốc hội đã đồng ý hết tất cả mọi vấn đề mà chúng tôi đề xuất. Tại vì nói chung đó là chỉ đối chất lại giữa bé mà chú ruột xâm hại thì coi như bé khai là 4 lần, mà cái chú ruột á trong trại giam khai 3 lần đó. Rồi cái kêu bé lên ở nhà đã kêu 6 lần rồi, khi gửi lên OBV tôi đã xin Thảo một lần, tôi phá lệ, tôi nói Thảo cho người chở xuống, mà 12 giờ trưa mới báo, 1 giờ làm việc. Tôi bức xúc lắm đó, nhưng mà tại tôi nhịn, tại mình nghĩ qua xong phải lì đò cho nên nhịn công an một lần thôi. Rồi xong tôi nói Thảo là cho xuống thì đối chất 3 lần 4 lần ngồi đó. Tôi đứng dậy tôi nói viện kiểm sát với công an luôn, nói giờ sổ chấp luôn, bây giờ ổng nói 3 lần này nó 4 lần, 3 lần đi, tại 2 lần trở lên là phạm tội nhiều lần rồi, đúng không? Tại vì khoảng 1 là 1 lần, còn 2 lần trở lên 10 lần cũng như 2 lần là phạm tội nhiều lần khoảng 2 đó.
nói cho nó sổ chấp luôn á, dám làm không làm đi. Đó, tôi phải nói như vậy chứ, mình phải có bảo vệ các em thì phải vậy. Và các con và với Thảo á, Thảo có những cái lời hứa, những lời hứa với các con và với gia đình các con là cô hứa sẽ không hỏi chuyện này nữa, cô hứa sẽ không có ai làm cho con cảm thấy khó chịu nữa. Cô hứa rất là nhiều nên cô phải thực hiện lời hứa của mình ha. Thì có một lần Bộ Tư pháp tới hỏi, xin hỏi về những cái bé đã từng trải qua và để sửa đổi luật lại. Thì Yên Thảo trước khi mà mời Bộ Tư pháp đến, Bộ Tư pháp đến rồi nha, mà còn phải họp điên với các chị hỏi là giờ Bộ Tư pháp đến á, muốn gặp các con hỏi mấy câu này nè, các con có sẵn sàng trả lời không? Mấy chị đồng ý thì mới cho đến. Đó, mấy chị thật ra con với cô không có VIP, mấy chị đó nhà mới VIP. Cần gì thì phải hỏi qua mấy chị. Bây giờ quay lại với Khánh Vân đi. Bây giờ chắc là phải bắt Khánh Vân kể cái chuyện là Khánh Vân đã lôi một cái bạn, dùng từ lôi nha, dùng từ lôi là vì sao có lôi là có thiệt nha. Bạn này á, 13 tuổi, có thai năm 12 tuổi. Và khi á, mà con có thai á, là con nhìn thấy cái đứa bé được trục thai ra khỏi cơ thể con luôn. Con kể với mọi người rằng nó như con nhái vậy đó. Và cô biết không, hôm đó là con đau tới mức độ con nói mẹ con, mẹ giết con đi. Mẹ đừng để con sống nữa, con đau quá rồi, mẹ giết con đi. Thì bây giờ bé đó như thế nào? Bây giờ cái trường hợp nãy cô nữ nói ở Vĩnh Long á, là đang ở nhà Thảo rồi. Tất cả những cái ca nặng nhất mà quý vị thấy trên mặt báo á, là Thảo đang hỗ trợ hết ha. Nhưng mà cái ca đó rất là đặc biệt với Khánh Vân. Chắc là Khánh Vân kể câu chuyện này đi. Em nghĩ đó là một trong những cái lần giải cứu đầu tiên của em khi mà em với chị cùng đến với ngôi nhà và bé đó. Thì phải nói là lúc đầu á thì em cũng khá là bình tĩnh, là bởi vì em nghĩ là chắc là khi mà em nói chuyện với bé, em chia sẻ với bé thì bé sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhớ nhà không? Nhớ Vivi không? Dạ nhớ. Đi lên nó học 1-2 tháng nữa là nhất định không ạ? Không ép, xuống thăm thôi, đừng lo, mệt quá. Thì lúc đó con vẫn khóc và từ chối. Và lúc đó thì mẹ của bé ở bên trong thì cũng khóc. Và mẹ của bé thì nói với chị Thảo là rất là muốn bé lên nhà Vivi, nhưng bé thì lại không muốn. Không, có nghĩa là bé đã ở rồi quý vị, xong bé đi về, xong rồi sau cái Tết là ở lại tiếp, không chịu lên. Dạ, ở lại luôn và không có chịu lên là nhà Vivi. Thì cái hành trình mà giải cứu của chị Thảo và Vân thì về tới Sóc Trăng. Thì khi đó thì chị em đi rất là nhiều, nhưng mà ngôi nhà đó là ngôi nhà đầu tiên là mình sẽ quay trở lại đó thăm bé. Thì khi đó là hai chị em nói rất là nhiều nhưng con vẫn không chịu. Ở đây nhà ông Vi lúc nào thương em, lúc nào cũng sẵn sàng chào đón em và chờ em hết. Đôi khi mình sẽ có cái cách mình thương ba mẹ mình thương gia đình, mình thương em mình một cách là mình cố gắng mình học nghề. Rất là dễ dàng để các cô giúp con, mà con không có nắm lấy tay cô làm sao cô giúp được con. Con muốn được. Con sợ mẹ không lên thăm con hả? Dạ. Mẹ con đòi con đi, mẹ con đang khóc kìa, mẹ con nói cô kêu cô nói con đi đi cả. Thì á, lúc đó thì chị Thảo và Vân mới hỏi con là tại sao con lại không muốn quay trở lại nhà Vivi. Thì lúc đó con mới nói là thôi thà con ở đây để cho người ta chửi con còn hơn người ta chửi mắng mẹ con. Thì đó là cái mà làm cho mình cảm thấy rất là buồn, là bởi vì khi mà Vân hỏi cái câu chuyện đó là cái người hàng xóm đó ở đâu, có xa không, thì chị Yên Thảo nói nè là chỉ có cách 3 bước chân thôi mọi người. Và mỗi ngày khi mà con ở tại ngôi nhà đó thì gia đình của cái người mà đã gây nên cái điều đó đó thì ngày nào cũng đi ngang qua chửi bé hết, nói là tại mày á, tại mày mà con tao mới bị vậy, tại mày mà hả con tao mới bị ở tù rồi bị tù tội vậy, tại mày mày cũng thích mà mày cũng muốn mà sao bây giờ mày bắt mày đổi thừa rồi để cho công an bắt con tao. Thì rồi chửi mắng bé và làm cho bé sang chứng tâm lý, em thấy rất nặng. Và khi mà Vân và chị Thảo hỏi là vậy giờ con ở đây con làm cái gì, nói dạ con ở đây bây giờ con phụ đi làm mía, mà làm mía một năm có ở đó chỉ có một vài mùa là hầu như không có việc để làm, và nhà thì có tới 3 chị em, rất là đông con, và mẹ của bé đó phải gồng gánh rất là nhiều thứ nhưng vẫn khóc, vẫn không chịu đi. Thì lúc đó chị Thảo và Vân nói hết cách, khóc hết nước mắt, năn nỉ hết luôn. Thì mọi người mới nói là thôi bây giờ nếu như con đã quyết định như vậy á, thì bây giờ cô Yên Thảo và chị Vân sẽ đi về, mà bây giờ chỉ còn thời gian đúng là một ngày thôi, tại vì bây giờ mọi người sẽ đi công tác tiếp rồi sau đó quay lại nếu như con có thay đổi ý định á.
thì mọi người sẽ quay lại đón con. Một hồi sau khi mà nói thôi bây giờ nếu như vậy thì đi ra tiễn chị Thảo và Vân về đi, thì bé cũng ra ngậm ngùi nói dạ thôi để con đưa chị Thảo, chị cô Thảo như chị Vân đi về. Đi vài bước thì chị Thảo mới nói là hình như trong nhà Uy Vi á Vân, bữa giờ có một bạn đó mới học neo. Ở nhà mà có mẹ mới nhỏ đó nó còn học chuyện neo ở gần đó. Học neo vui lắm, làm vui lắm, làm neo giỏi lắm. Xong bé hỏi, ủa cô Thảo chị bạn nào vậy? Cho con đi học luôn được không? Thế là em nhớ em với chị Thảo lúc đó quay qua nhìn nhau. À, hiểu ra rằng có nghĩa là con rất là muốn đến với nhà Vivi. Nhưng mà con sợ lên nó đi học. Tại vì đi học thì mất thời gian mà con lại muốn gọi là đi làm kiếm tiền lo cho gia đình của mình. Và khi mà Vân và chị Thảo nhìn nhau hiểu ý rồi, bắt đầu là dụ bé nói là rồi ok nếu bây giờ vậy thì con muốn gì đúng không, rồi ngày mai chị cô Yên Thảo sẽ liên hệ cái cô giáo dạy neo để về dạy neo cho con luôn, khỏi học văn hóa cũng được không sao hết á, mình học sau cũng được, cái đó không cần thiết, giờ mình đi làm kiếm tiền trước. À, có nghĩa là chị Yên Thảo và Vân dụ bé đó về tới nhà và bây giờ thì bé đã không có chịu làm neo và đã đi học. Và quan trọng mà Vân thấy được trong những dự án như thế này, giống như là Má Ngọc Nữ, rồi chị Yên Thảo, có nghĩa là chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Làm gì làm, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Và Má Nữ đây cũng là một trong những người mà, tại Vân gọi là má là bởi vì Vân rất là thương, Vân rất là thương má. Và má với Vân thì lúc nào má cũng nhắn tin cho Vân bất kỳ một vụ án nào là má cứ gửi cho con biết. Và con nghĩ là thôi bây giờ trước mặt mọi người con cũng gọi má là má. Dạ, thì Má Nữ đã gửi cho Vân cập nhật thông tin. Và với Vân á, khi mà kể cả cái câu chuyện mà ban tổ chức của Hoa hậu của Thế giới có hỏi Vân á, là ai là người phụ nữ truyền cảm hứng đến cho Vân nhiều nhất, thì thật ra trên thế giới này có rất rất là nhiều những người phụ nữ rất là tuyệt vời và truyền cảm hứng cho Vân. Nhưng mà Vân ngày hôm đó thì Vân nhớ đến Má Nữ. Bởi vì má rất là tuyệt vời mọi người. Má rất là lớn tuổi nhưng mà bên trong của má rất là nhiều năng lượng và nhiều khi còn hơn cả Vân rất là nhiều, gấp trăm ngàn lần. Má chạy một chiếc xe thôi nhưng mà má có thể phiêu bạt hết tất cả các mọi nơi và chỉ cần nghe ở đâu đó có một em bé nào đó đang bị xâm hại, bị làm tổn thương, má có thể tới đó và không cần biết gì hết, tới và bảo vệ con liền và đem con đến với nhà Uy Vi cho con có một tương lai, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì con cảm ơn má cũng như là con cảm ơn chị Yên Thảo và tất cả những anh chị trong nhà BB rất là nhiều. Em cảm ơn những lời chia sẻ của chị Thảo, cô Nữ cũng như là chị Vân. Thật sự thì em cũng muốn chia sẻ với chị Vân một tí xíu. Em biết là sau cái hậu đăng quang á, thì chị Vân cũng chịu nhiều cái dư luận nó không có tốt. Bởi vì cái dự án của chị thì nó sẽ không có được truyền thông rầm rộ. Nhưng mà em nghĩ là chị đừng có buồn, phải tập trung làm những cái việc này. Thì em nghĩ là thiệt sự là nhờ có chị á, mà em mới biết đâu BB, và nhờ có chị là em mới quyết định tổ chức cái chương trình ngày hôm nay. Và nếu như mà chị nói là cô Nữ là người truyền cảm hứng cho chị nhiều nhất thì chị Khánh Vân là người truyền cảm hứng cho em nhiều nhất. Cảm ơn em rất là nhiều. Ngày hôm nay thì con cũng xin được cảm ơn Má Ngọc Nữ, cảm ơn chị Yên Thảo, cảm ơn tất cả các anh chị nhà OBV và cũng như là ban tổ chức của Hoa hậu Việt Nam cùng với Đại học Trường Đại học Hoa Sen. Và bởi vì sao? Tại vì với cái dự án này là một cái dự án rất là khó khăn nhưng mà vô cùng ý nghĩa và luôn được sự đồng hành của tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì Vân thấy đâu đó Vân cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc bởi vì có rất là nhiều những bạn trẻ nhưng mà lại có những cái suy nghĩ vô cùng tuyệt vời, có một cái cách nhìn, một cái tư duy vô cùng tuyệt vời để mà có thể giúp đỡ cho những em bé của nhà OBV cũng như là những cái dự án xa hơn nữa. Và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì để mà nói thì Vân nghĩ là có rất là nhiều điều muốn nói. Nhưng mà Vân muốn chia sẻ với các bạn ở ngoài kia đâu đó hiện đã và đang là nạn nhân của vấn nạn này, thì mong rằng tất cả các bạn hãy luôn mạnh mẽ và vững tin. Và cũng giống như chị Yên Thảo chia sẻ, tất cả mọi thứ nó xảy đến với mình, nó là một tai nạn và mình phải học cách vượt qua tai nạn đó như thế nào. Và bên cạnh đó thì hãy thật mạnh mẽ, hãy thật dũng cảm để đứng lên đấu tranh. Chỉ có cách đấu tranh thì mình mới có thể đưa những cái người tội phạm đó ra ánh sáng và có thể giúp nhiều người phụ nữ hơn nữa, nhiều em bé gái hơn nữa và nhiều những người đang bị là nạn nhân của vấn nạn này hơn nữa. Và Vân thật sự rất là cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay đã dành những
những cái thời gian quý báu của mình để có thể ngồi lắng nghe những cái câu chuyện. Cứ nghĩ là một cái câu chuyện bình thường nhưng bên trong đó nó chứa đựng vô cùng muôn vàn những nỗi đau và những cái sự mất mát, những sự tổn thương. Nhưng mà Vân tin á, nếu như chúng ta cùng nhau, chúng ta ngồi lại, lắng nghe và thấu hiểu nhau, thì Vân tin rằng mình sẽ vượt qua được. VV là dự án mà mình có thể theo đuổi không chỉ trong 2 năm đương nhiệm của mình, hay là có 10 năm nữa, nếu như mình vẫn còn sức lực, mình vẫn còn cơ hội, thì Vân sẽ luôn đồng hành cùng các con. Xin được gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến nhà tài trợ Ngân hàng Nam Á Bank, bởi vì Ngân hàng Nam Á đã đồng hành cùng với Vân trong suốt khoảng thời gian mình bắt đầu đương nhiệm là một hoa hậu. Mình cảm thấy biết ơn là bởi vì nơi đây đã hỗ trợ cho Vân rất là nhiều trong những cái chuyến đi thiện nguyện và những cái chuyến công tác về xã hội, về cộng đồng. Những cái chương trình mà mình tự mình vẽ tranh để mình đấu giá, để mà ủng hộ cho bà con trong khoảng thời gian đại dịch Covid. Rồi bên cạnh đó là những cái chuyến đi thiện nguyện, chuyến đi đến những cái vào những cái vùng mà gọi là tâm bão để mà cứu trợ cho các bà con ở miền núi và các em bé khi mà gặp lũ lụt, là mình cảm thấy rất là biết ơn và mình cảm thấy đây là một trong những ngân hàng mà có rất là nhiều tình yêu thương cũng như là sự chia sẻ với tất cả mọi người. Đón xem Road to Miss Universe 2020 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Miss Universe Việt Nam và 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng VOOM.